Minh Hằng nhắn nhủ đến chồng doanh nhân trước một tuần siêu đám cưới. Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những thông tin đám cưới của Minh Hằng vẫn luôn được khán giả vô cùng quan tâm. Mới đây, nữ diễn viên Bảy ngọt ngào hạnh phúc nhắn nhủ xúc động đến chồng doanh nhân. Chỉ còn một tuần nữa, siêu đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 tại Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu. Có khoảng 300 khách mời tham dự là những nghệ sĩ bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Cô cũng đưa ra những quy định dành cho khách mời đến dự hôn lễ như mặc đúng dress code, đến sớm về muộn, không đi giày cao gót và không dắt theo trẻ em, khiến dân tình không khỏi chú ý. Mới đây, Minh Hằng đăng tải một bức tâm thư dài nói về ngày trọng đại sắp tới của mình. Theo đó, cô đã kể về quá trình dài từ việc chọn địa điểm, chọn váy cưới và nhiều công đoạn khác. Người đẹp còn bày tỏ mong muốn về đám cưới qua ba yếu tố là đầy đủ, hài hòa, chỉnh chu. Nữ ca sĩ thừa nhận, mình cảm thấy áp lực nhưng không mệt khi chuẩn bị. Đáng chú ý, Minh Hằng cũng nói về việc tôn trọng sự riêng tư trong đám cưới của bản thân. Cụ thể, người đẹp chia sẻ, để dành thứ tốt nhất đến cuối cùng, đếm ngược chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là bước sang chương mới của cuộc đời mình. Dù đang trong giai đoạn nước rút, nhưng Minh Hằng vẫn muốn dành riêng post này để gửi đôi dòng tâm tình cùng những người thương đã dõi theo mình trong suốt thời gian qua. Cũng như bao cô gái, khi đứng trước cánh cửa hôn nhân, ngày hai trái tim về chung một nhà, đám cưới chính là một sự kiện vô cùng trọng đại của cuộc đời. Mình mong muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả hai, như cách mà mình và anh đã cùng tôn tạo nên tình yêu này. Và Minh Hằng cũng hiểu rằng, đám cưới này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chia vui chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thương. Do đó, sự kiện trọng đại này phải đầy đủ, hài hòa, chỉnh chu cho cô dâu chú rể cùng tất cả khách mời tham dự. Từ chuyến hành trình đi tìm váy cưới trong mơ, ngày còn thơ bé, ngày mà em chỉ biết quậy phá chứ nào biết tình yêu là gì. Nhưng thấy trên TV, cô dâu được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy rồi cũng bày đặt chơi trò đám cưới. Cô bé khi ấy e thẹn bước vào lễ đường trong trí tưởng tượng của mình. Tuy chỉ với chiếc khăn màu trắng quấn thành váy dài và nhấn nhá bằng đôi ba hoa dại bên vệ đường, nhưng cũng đã ý thức được rằng bản thân phải trở nên thật đặc biệt. Và chiếc váy cưới chính là điều tiên quyết của cô dâu. Thời gian trôi qua, cô bé ngày nào nay đã đứng trước cánh cửa hôn nhân và mình bắt đầu chuyến hành trình từ Nam ra Bắc để đi tìm chiếc váy cưới trong mơ với bao nhiêu là nhà thiết kế danh giá, ướm lên mình những chiếc váy đắt tiền và lộng lẫy nhất, nhưng mình đã không tìm ra sự đồng điệu. Trong những đêm không ngủ, mình đã bừng tỉnh với giấc mơ khuôn mẫu ấy và định nghĩa lại chiếc váy cưới trong mơ. Báu vật ấy không nằm ở giá tiền cao ngất ngưỡng mà chính là nằm ở sự phù hợp. Mình muốn mặc một chiếc váy mà trái tim đập rộn ràng và mất bình tĩnh như tất cả cô dâu ngoài kia. Báu vật ấy cũng giống như người đàn ông đi bên cạnh mình, nhất định phải là phù hợp nhất cho cuộc sống sau này của bản thân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn nhấn mạnh hôn lễ được riêng tư không tác nghiệp của báo chí. Đến một sự kiện cuộc đời trọn vẹn với dấu ấn riêng hòa cùng niềm vui chung, anh muốn em hãy quyết định tất cả những điều em mong muốn cho đám cưới của chúng mình. Biển xanh cát trắng nắng vàng và mặt trời dịu êm, đúng như ước mơ từ thuở bé của mình. Không nhất định phải tổ chức đám cưới theo đúng khuôn mẫu, bởi lễ cưới và tiệc cưới không chỉ là sự kiện của cá nhân mà còn là khoảng thời gian bên nhau của những người thương, sẽ chia niềm vui và hành trình tình yêu của hai đứa mình. Áp lực là có, nhưng nếu hỏi mình chuẩn bị có mệt không, mình xin trả lời là không. Mình tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ, vì chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là mình đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ vô lo. Ngày vui của mình, có mọi người đến chung vui, nên mình cũng muốn làm cho mọi người vui hết nấc. Tiệc cưới này sẽ có những bất ngờ nho nhỏ với tấm lòng to to, sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến chỗ ngủ, được chìm đắm với sóng biển rì rào để mọi người luôn được dâng trào cảm xúc và hết mình cùng nhau. Và cuối cùng, riêng tư chính là sự tôn trọng cần thiết. Mình hay nói với anh rằng, cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keyword của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh. Qua bài đăng này, mình xin phép thông báo về lễ cưới của mình sẽ diễn ra với sự tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách mời dự tiệc. Sẽ không có báo chí tác nghiệp trong buổi lễ. Và các thông tin chính thống sẽ được mình chia sẻ niềm vui cùng với quý khán giả thân thương ngay sau sự kiện diễn ra. Rất mong mọi người thông cảm và thấu hiểu cho Hằng trong sự kiện lần này nhé. Mà khắc ghi những tình cảm mà mọi người dành cho nghệ sĩ Minh Hằng. Hằng chỉ xin đứng ra một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình. Rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm trân quý, sự quan tâm và yêu mến cho ngày vui của Minh Hằng nhé. Người đẹp chia sẻ thêm.